cách làm xét nghiệm kháng nguyên cấp tốc ở mũi. Bắt đầu bằng cách rửa tay thật kỹ. Mở hộp xét nghiệm kháng nguyên cấp tốc. Đọc thông tin hướng dẫn cho xét nghiệm của quý vị và đảm bảo rằng bộ xét nghiệm chưa quá hạn sử dụng. Đặt đầu mềm của thanh xét nghiệm vào một lỗ mũi. Di chuyển thanh này loanh quanh lỗ mũi trong 15 giây. Lặp lại ở lỗ mũi còn lại. Đặt đầu mềm của thanh xét nghiệm vào ống và khuấy 10 lần. Bóp ống trong lúc lấy thanh xét nghiệm ra. Đậy nắp ống. Nhỏ 3 đến 4 giọt vào chỗ đựng trên thanh xét nghiệm. Chờ 10 đến 20 phút và đọc kết quả. Dương tính, quý vị bị COVID-19. Âm tính, quý vị không bị COVID-19. Không hợp lệ, xét nghiệm đã thất bại, quý vị cần làm xét nghiệm khác. Bỏ bộ xét nghiệm vào thùng rác và rửa tay lại. Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập www.health.gov.au hoặc gọi cho National Coronavirus Helpline qua số 1800 020 080. Muốn có thông dịch viên miễn phí, bấm số 8.